Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết ôn tập 1 để chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 9. Dạng bài thứ nhất là các em sẽ viết phương trình hóa học. Vẫn như trước đây chúng ta đã học, các em sẽ phân loại chất rồi tìm nguyên tắc phản ứng. Dựa vào nguyên tắc phản ứng đó để viết phương trình hóa học. Thầy lưu ý các em câu D, FeOH 3 lần, thì trong hợp chất này Fe có hóa trị 3. Do đó khi tạo muối thì Fe vẫn phải lấy hóa trị 3. Các em hoàn thành các bài này và xem hướng dẫn giải của thầy nhé. Dạng bài thứ hai là nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra. A nhỏ, cho CO phản ứng với dung dịch HCl. Có phản ứng xảy ra. CO tác dụng HCl sẽ tạo COCl2 và nước. Các em nhớ cân bằng phản ứng. Chúng ta sẽ thấy hiện tượng là CO tan dần. Dung dịch không màu hóa xanh. Dung dịch không màu này là dung dịch HCl. Còn dung dịch màu xanh là dung dịch COCl2 tạo thành. Câu B. Dung dịch H2SO4 tác dụng với dung dịch BaCl2. Chúng ta sẽ thấy xuất hiện kết tụa trắng của BaSO4 do nó có phản ứng này xảy ra. Câu C. Nhiệt phân COOH 2 lần trong chén sứ. Phương trình xảy ra như sau. Khi COOH 2 lần bị nhiệt phân, nó sẽ tạo thành COO, mà COO là chất rắn màu đen và nước. Ở nhiệt độ cao này, nước ở trạng thái hơi. Do đó chúng ta sẽ thấy các hiện tượng chất rắn màu xanh hóa đen và có hơi nước thoát ra. Các em trình bày theo hướng dẫn. Câu thứ ba là nhận biết chất. Nhận biết các dung dịch. Câu A, NaOH, NaCl, H2SO4 và HCl. Để làm được dạng bài tập này thì các em phải phân loại các chất để yêu cầu nhận biết. Thầy đã phân loại sẵn cho các em bằng màu. Nhìn vô các công thức hóa học chúng ta thấy NaOH có nhóm OH đứng cuối, đây là một base. H2SO4 có H đứng đầu là acid. HCl có H đầu là acid. NaCl không có đầu H, không có đuôi OH. Nó chính là muối. Và vậy bốn chất này chúng ta thấy có hai chất là acid và một chất là base. Một chất còn lại là muối. Thì chúng ta sẽ dùng quỷ tím để nhận biết các acid và các base. Cụ thể như sau. Các em lấy mẫu, cho giấy quỷ tím vào các mẫu. Quỷ tím hóa xanh thì chúng ta có thể suy ra đó chính là base NaOH. Quỷ tím hóa đỏ thì suy ra nó là acid H2SO4 và HCl. Vậy còn lại là NaCl, bởi vì nó không có hiện tượng xảy ra. Vậy tới đây chúng ta đã nhận biết được NaOH và NaCl. Bởi vì chỉ có hai chất này có hiện tượng khác với cái chất ở giữa, với hai chất ở giữa. Sau đó cho dung dịch BaCl2 vào hai mẫu làm quyền hóa đỏ, là hai mẫu này. Nếu thấy có kết tụa trắng là H2SO4, vì còn lại là HCl, rồi viết phương trình xảy ra. Tương tự bài số 2, các em cũng làm như vậy và cố gắng về trình bày lại nhé. Bài số 4, kiểu bài này ta đã hướng dẫn các em làm rất là nhiều lần rồi. Các em tham khảo và về nhà làm thêm các bài tập này. Nhớ tuần 8 kiểm tra giữa kỳ 1 nhé. Chúc các em ôn tập tốt và làm bài điểm cao. Chào tất cả các em.